Đây là nhà hàng mà đoàn chúng tôi ăn bữa tối ngày 11 tháng 5 2019 tại phường Hoàng Cổ Trấn. Rồi. Ẩm thực Tân Hoàng. Chúng tôi sinh hoạt ở trên tầng 2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
còn hai chỗ đúng không chị? Ờ đây chỗ này có ba kia. Đây bên này còn hai chỗ. Bên này ngồi giúp em sang bên này một chỗ nữa. Quay đây đi em ơi. Quay đây. Quay đây. Rồi, đẹp quá. Đây là hoa hậu của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Chúc mừng hoa hậu của Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tuyệt vời. Một thành viên trong đoàn có ngày sinh nhật đúng vào ngày chúng ta đi tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn. Cảm ơn Nhung với lại tất cả mọi người.